Hello, xin chào các bạn đang xem kênh. Hôm nay mình sẽ chuyển bí kíp nấu cháo cá khoai của ba đời nhà tôi cho các bạn. Nhớ xem hết video mà làm theo tôi nha. Trước khi vào việc tôi xin kể một ít công dụng của món này luôn nha. Cháo cá khoai rất tốt cho người già và phụ nữ đang cho con bú. Nó có tác dụng giúp mọi người ngủ ngon và đặc biệt rất tốt cho người bị đau xương khớp. Có nhiều người nói tôi cá khoai làm sao mà nấu cháo, thì hôm nay nhớ xem hết video này mà học hỏi và đừng quên chia sẻ cho mọi người biết nha. Mình nói với mọi người là mấy cái sợi này đó, mấy cái này là ruột cho mọi người, ruột của cái con cá khoai á. Mọi người làm đừng có giục nha, ăn rất là ngon mọi người, giòn lắm đó. Anh em dân bị của tôi là vậy á, làm là đừng có bỏ phần ruột uổng nha mọi người, phí lắm, ăn rất là ngon. Đó là cách làm cá của dân biển tụi mình đó. Mọi người làm gì làm nhớ để bộ lòng lại. Giờ tụi bắt đầu làm cho mọi người xem nha. Thì nấu cháo cá khoai rất là đơn giản, trước hết bắt nồi nước lên cái đã, rồi đợi nước sôi thì mình vo gạo đổi vào. Đợi một lát đánh cho đều để cháo khỏi bị khê nha. À mà nấu cháo là tâm phải tịnh cháo nó mới ngon được nha mọi người. Đừng có nóng vội là hư bột hư đường hết. Đó, làm xong công đoạn đó xong thì mình bắt ghế ngồi chờ thôi mọi người. Nói không phải khoe với mọi người, tôi mà nấu cháo thì số 1 Việt Nam luôn đó, he he. Ăn ngậm mà nghe luôn đó nha mọi người. À quên nói với mọi người là tôi mới đi làm tàu về chưa kịp tắm rửa gì là vào bếp nấu cháo luôn nè. Nhìn người tụi lấm lem hết nè, hi hi. Tại chị em phụ nữ nhà tụi đi làm tóc hết rồi, cũng gần Tết rồi mà. Trong lúc chờ đợi tôi tranh thủ đi tắm cái. Giờ ra cháo sôi tuế rồi nè mọi người, giờ chỉ có việc cho gia vị vào thôi. Quan trọng nhất là đây mọi người, ngon hay không là do mình quyết định là đây nè. Nấu cháo nhìn đơn giản vậy chứ đó là một nghệ thuật đó nha cả nhà. À mọi người thấy tôi tắm xong có đẹp trai hơn không mọi người, he he. Giờ tụi bỏ muối vào trước. Xong tới bột ngọt cho ít thôi nha. Rồi cho ít bột nêm nữa là xong rồi đó, giờ chỉ có việc là đợi cháo như thôi. Trong lúc chờ đợi đâm tiêu đã nghe cả nhà. Đâm tiêu xong giờ, tới lượt cho thêm 2 quả ớt vào cho nó cay cay dễ ăn mọi người. Người Huế mà ăn gì mà không có ớt là khó ăn lắm, nấu gì cũng vậy phải có ớt mới được nha mọi người. Đó, anh chị em nào muốn làm dâu làm dành người Huế thì phải tập ăn cay từ từ đi nha, hi hi. Thôi đâm xong bỏ vào khuấy đều lên nha. Đó, sau bao nhiêu chờ đợi thì cháo cũng như rồi mọi người. Giờ mình bỏ cá vào thôi, lưu ý là bỏ cá vào thì khoảng tầm 10 phút là mình tắt lửa thôi nha mọi người. Để lâu quá cá sẽ bị bấy đó nha. Đó, mọi người có thấy hấp dẫn không mọi người, em nào em đó to ghê mọi người ha. Nhiều đây, hết 220k đó, mọi người vừa rẻ vừa bổ dưỡng tốt cho sức khỏe nữa cả nhà. Giờ chỉ có việc chờ 10 phút nữa cháo sôi, bỏ hành bỏ tiêu tắt lửa nữa là xong một nồi cháo đặc biệt cho cả nhà ăn là được rồi đó mọi người. Sau 10 phút chờ đợi thì cháo cũng đã sôi rồi nè mọi người, giờ kiểm tra xem cá nó có bị bấy không mọi người. Theo mình thấy thì ok rồi đó mọi người, giờ thì sắc hành bỏ vào nữa là xong. Bỏ hành vào nha, cả nhà đó, bỏ hành cũng là một nghệ thuật nha, rắc từ từ thôi để mọi người thấy cho đẹp nha. Bỏ hành xong cho tiêu vào là hoàn thành một nồi cháo toàn diện của ba đời nhà tôi rồi đó.
Nhìn nồi cháo tôi nấu xong có chảy nước miếng không cả nhà he he. Nếu thấy ngon thì nhấn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo cho video tiếp theo nha. Đó, mọi người thấy anh em dân biển của tụi nấu ăn có ngon không nè? Giờ chỉ có đợi chị em phụ nữ nhà tụi đi làm đẹp về nữa là ăn thôi nha mọi người. Đi làm đẹp cả ngày rồi giờ chắc cũng đói bụng rồi. Các chị em phụ nữ đừng bao giờ chê anh em dân biển tụi đó nha. Nhìn cực khổ vậy thôi chứ cũng giỏi việc nước lẫn việc nhà lắm nha. Còn nói về chung tình thương vợ thương con thì khỏi bàn luôn nghe. Dân biển tụi tui là số 2 thì không ai dám nhận xô một đâu nha hi hi. Chị em bữa nay lựa chồng thì kiếm mấy anh em dân biển như tụi tui mà lấy làm chồng đó nha. Không như cái ông các chị em bữa giờ chia sẻ rầm rộ video. Vợ đi làm tóc mà chồng tới tiện tóc đánh chị vợ túi bụi, nhìn tội nghiệp cho chị vợ thiệt. Tôi coi mà thấy cũng tức nữa, mà đàn ông gì mà ích kỷ. Nhiều chị em chia sẻ video này tới ông đó mà nhìn tôi học tôi vài khóa nha. Tôi chỉ dạy lại tận tình cho luôn đàn ông thì phải có lòng bao dung rộng lượng một tí chơ. Mới gọi điện xong chị em phụ nữ nhà tôi cũng gần về rồi. Móc cháo ra tô để cho nguội tí để chị em về có cái mà ăn liền. Đi làm tóc sáng giờ chắc đói bụng lắm rồi. Mời mọi người ăn luôn nha. Thôi video kết thúc nha mọi người, hẹn mọi người video lần sau nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho kênh sớm phát triển nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.